Như vậy để quy không cân bằng thì vector F10 cộng vector F20 phải bằng 0. Vector F10 là gì em? Là lực tương tác giữa điện tích Q1 với điện tích Q0. Vector F20 là lực tương tác giữa điện tích Q2 với điện tích Q0. Đề bài có thể cho em điện tích Q3 thay vì cho Q0 nhé. Thì ở đây sẽ là F13 với là F223. Và để cho hai cái vector này cộng lại bằng 0 thì hai vector này phải như thế nào em? Cùng phương nhưng mà ngược chiều nhau, và độ lớn của hai vector này bằng nhau, tức là độ lớn của hai cái lực này phải bằng nhau. Như vậy chúng ta có F10 là bằng gì các em? Cái này trong tiết 1 chúng ta đã học rồi. Công thức là bằng K F110 thì sẽ là Q1 Q0 chia cho gì nè? Chia cho R bình phương. Và ở đây chúng ta quy ước khoảng cách từ Q0 đến Q1 thì chúng ta đặt là R1, và khoảng cách từ Q0 đến Q2 thì chúng ta đặt là R2. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ có công thức như thế này. Cho hai cái đó bằng nhau đúng không em? Như vậy thì chúng ta có Q1 Q0 chia cho R1 bình, cái này nhân K nè, thì bằng K Q2 nhân Q0 chia cho R2 bình. Đó. Đúng không? Hai cái độ lớn này phải bằng nhau. Thì các em thấy rằng là cái K của mình nó giống nhau không? Giống nhau, như vậy chúng ta bỏ đi. Cái Q0 của mình có giống nhau không? Về độ lớn giống nhau, như vậy là chúng ta cũng bỏ đi. Và cuối cùng mình chỉ còn gì? Q1 chia cho R1 bình bằng Q2 chia cho R2 R2 bình. Và thay vì ghi là Q1 chia cho R1 bình, Q2 chia R2 bình, thì cô sẽ ghi là Q1 chia Q2 bằng R1 bình chia R2 bình. Đối với hai trường hợp đều là Q1 chia Q2 bằng R1 chia R2 bình các em nhé. Nếu như bài tập của em người ta cho em ở dạng tự luận thì các em chỉ cần ghi cái này vô cho cô. Sau đó các em ghi hai công thức ra và các em suy ra được cái này. Các em có điện tích Q1, có điện tích Q2, và các em vẽ hình ra, các em sẽ xác định được R1, R2 và xác định được R. Còn đối với trắc nghiệm thì khi làm bài các em chỉ cần đọc đề cho cô nè. Đề bài người ta cho mình Q1, Q2 cùng dấu hay trái dấu. Tức là đầu tiên vô các em phải xác định cho cô bước 1 là Q1, Q2 cùng dấu hay trái dấu. Được không em? Nếu như cùng dấu thì chúng ta sẽ có Q0 nằm trong Q1 và Q2. Và lúc này các em sẽ giải hệ này ra cho cô là R2 cộng R1 bằng R. Và cái công thức này thì chúng ta vừa mới làm đúng không? Vừa mới cho F10 bằng F20. Và vì sao R2 cộng R1 lại bằng R? Bây giờ cô sẽ lý giải nguyên cái phần này cho cô, cho các em ha. Tức là nếu Q1, Q2 cùng dấu thì tại sao Q0 lại nằm trong Q1 và Q2? Và tại sao chúng ta có R2 cộng R1 bằng R? Ở đây cô sẽ vẽ cho các em một cái hình như thế này. Cô có Q1 ở đây, Q2 ở đây. Cô sẽ làm cho các em hai trường hợp nhé. Cô có Q1, Q2 đều mang điện tích dương. Và một cái nữa là Q1, Q2 đều mang điện tích âm ha. Tức là nói như thế nào em? Nó cùng dương hoặc cùng âm, tức là nó cùng dấu đó. Rồi, cái này âm. Cô mang lên đây xíu. Bây giờ cô nói rằng là nếu Q1, Q2 cùng dấu thì Q0 phải nằm ở trong Q1 và Q2. Nó có thể nằm ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, nhưng phải nằm ở trong Q1 và Q2. Còn nằm ở đây là bên ngoài, nằm ở đây là bên ngoài. Và vì sao như vậy? Bây giờ cô sẽ giả sử cho các em là cái điện tích Q0 của cô là điện tích dương đi ha. Điện tích Q0 nè. Thì các em thấy rằng lực F10 của em là lực tương tác giữa Q0 với Q1 đúng không? Như vậy hai cái này dương thì như nào em? Đẩy nhau. Rồi, hai cái này dương thì chúng ta có đẩy nhau. Đó, F1, 10. Mình chưa nói gì về độ lớn hết, mình nói về cái phương chiều của nó trước ha. Nó phải đảm bảo như thế nào em? Cùng phương nhưng mà ngược chiều đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta có Q0 với Q2, hai cái này dương đẩy nhau. Thêm một cái đẩy nhau nữa. Đây là F20. Đó, như vậy thì chúng ta thấy rằng là hai cái này như thế nào em? Cùng phương tức là cùng nằm trên một đường thẳng. Một cái thì đi qua bên đây, một cái thì đi qua bên đây. Như vậy có đảm bảo được là cùng phương ngược chiều mà em? Có. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp trường hợp thứ hai nha. Bây giờ cô giả sử cái điện tích Q0 của em là mang điện tích dương đi. Bây giờ các em thấy cho cô nè.
âm với dương thì như nào? Hút nhau thì qua bên đây, phải không nào? Âm với dương hút nhau qua bên đây. F1, 1, 0. Cái này dương với âm hút nhau. Điểm đặt là tại quy không các em nhé. Phần này thì cô hướng dẫn kỹ ở tiết 1 rồi. F2, 2, 0. Và hai cái này các em thấy không? Cùng phương là cùng nằm trên một đường thẳng. Nhưng mà sao? Ngược, ngược chiều nhau. Đảm bảo điều này không? Có. Bây giờ các em có thay chỗ này là âm, hoặc là thay chỗ này là dương, hay chỗ này dương, chỗ này âm cũng vậy thôi. Tức là quy không nó mang điện tích gì cũng được, miễn sao nếu như quy 1, quy 2 mà cùng dấu thì các em phải đinh ninh rằng cho cô là quy không nó nằm ở giữa quy 1 và quy 2. Ở phía trong á, à, ở giữa hay không là do cái độ lớn của quy 1 và quy 2 nhé. Rồi, như vậy thì khi các em đọc đề, các em phải biết cho cô rằng là quy 1, quy 2 cùng dấu hay trái dấu. Nếu các em thấy cùng dấu thì các em chắc chắn rằng quy không nằm ở trong quy 1 và quy 2. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích vì sao chúng ta có cái hệ như thế này. Khi các em hiểu rồi, các em làm trắc nghiệm rất là nhanh luôn em. Bây giờ các em xác định cho cô R1 đi. Cô nói R1 là từ quy không đến quy 1, như vậy các em có được R1 đúng không? Rồi, các em có R2 là từ quy 0 đến quy 2. Đó. Đoạn này là R1, đoạn này là R2. Và hai cái này cộng lại thì bằng gì em? Chính bằng R. R tức là khoảng cách từ quy 1 đến quy 2. Còn cái phương trình thứ hai thì chúng ta suy ra từ đâu em? Này, suy ra từ đây F10 bạn F2 20. Như vậy nếu các em có quy 1, quy 2 cùng dấu thì quy 0 nằm ở trong quy 1 và quy 2. Từ đó các em có được hai phương trình này. Có được hai phương trình này các em giải ra tìm được R1, R2. Có R1, R2 các em sẽ xác định được quy 0 nằm ở đâu. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái trường hợp thứ hai nhé. Trường hợp thứ hai của mình á, là đề bài sẽ cho em quy 1, quy 2 trái dấu. Thì lúc này các em sẽ xác định quy 0 nằm ngoài quy 1 và quy 2. Nằm ngoài là nằm như thế nào? Ở đây cô có, cô vẽ luôn. Đây, quy 1, quy 2 trái dấu. Bên này âm đi ha. Quy 1, quy 2 trái dấu. Như vậy theo hướng dẫn thì cô nói là nếu như quy 1, quy 2 trái dấu thì quy 0 nằm ngoài quy 1 và quy 2 thì nó sẽ nằm ở đây. À, nằm này nằm bên trong đúng không em? Nằm đây là nằm bên trong. Nhưng nằm ở đây là nằm bên ngoài nè. Nằm ở đây là bên ngoài nè. Ở đây là bên ngoài nè. Ở đây là bên ngoài nè. Còn đây là bên trong là không được ha. Chỉ được nằm bên ngoài thôi nếu quy 1, quy 2 trái dấu. Và nó phải nằm gần với điện tích có độ lớn nhỏ hơn. Các em lưu ý cái câu này ha. Nằm gần với điện tích có độ lớn nhỏ hơn. Tức là ở đây cô quy ước quy 1 nhỏ hơn quy 2. Thì lúc này quy 0 của em đó, nó sẽ nằm gần với điện tích có độ lớn nhỏ hơn. Tức là nằm gần với quy 1 đó. Và quy 1 với quy 2 bất kể là âm hay dương các em thấy không, thì nó cũng đều nằm gần với điện tích có độ lớn nhỏ hơn. Ở đây cô quy ước là quy 1 nhỏ hơn quy 2 cho nên quy 0 nó cũng nằm ở đây. Được không em? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta có nè. Nếu như trong đề bài của em á, thì người ta cho là gì? Quy 2 nhỏ hơn quy 1 thì lúc này quy 0 nằm ở đây. Quy 2 nhỏ hơn quy 1 thì quy 0 nằm ở đây. Nằm gần với điện tích có độ lớn nhỏ hơn. À, hai cái nào nhỏ hơn thì quy không nằm về phía bên đó. Rồi, bây giờ chúng ta xác định nè. Hai cái này cô giả sử như một cái là mang điện tích dương luôn đi ha. Còn cái này mang điện tích âm đi ha. À, điện tích dương luôn đi. Đó, dương. À, cái này cùng dấu, cái này trái dấu. Các em sẽ nhìn thấy có sự khác biệt nha. Bây giờ, dương với dương thì như thế nào em? Quy 1 với quy không, điểm đặt tại đâu? Điểm đặt tại quy không đúng không? Hai cái này dương thì đẩy nhau đúng không em? Nè, đẩy nhau, cùng dấu đẩy nhau. Hơi đó, như vậy ở đây các em chỉ khó nhìn cho cô ha. F10. Bây giờ cái này dương với cái này âm thì sao em? Hút nhau và điểm đặt tại quy không. Rồi cô có tiếp cái thứ hai. Đây là F2 20. Các em thấy hai cái này cũng cùng phương nhưng mà ngược chiều nhau. Đó, nó đảm bảo được điều này không? Có. Rồi, tiếp theo chúng ta xuống cái trường hợp thứ hai là
cái này dương, cái này âm, hai cái này như thế nào em? Trái dấu hút nhau, điểm đặt tại tại quy không, đó, F một không. Hai cái này dương như thế nào em? Đẩy nhau, F hai, F hai không. Và hai cái này như thế nào nha? Cùng phương nhưng mà ngược, ngược chiều nhau. Bây giờ cô sẽ giả sử cho các em một cái trường hợp là cô có một cái điện tích quy không nó nằm ở trong đi. Nếu như quy 1, quy 2 của em trái dấu và quy không nó nằm ở trong thì điều gì sẽ xảy ra? Cô có nè, dương với âm thì hút nhau. Đúng không? Dương với âm thì hút nhau. F2 hay không? Dương với dương thì đẩy nhau. F1 1 không. Hai cái này đang như thế nào đây em? Cùng phương nhưng mà sao? Cùng chiều luôn, hai cái này cộng lại làm sao mà bằng không được, đúng không nào? Ai mình đã học rồi, hai vector cùng chiều như thế này cộng lại sao bằng không được đấy em? Nó phải cùng phương ngược, ngược chiều, độ lớn của nó bằng nhau cộng lại nó mới bằng không. Đấy, như vậy thì các em sẽ đọc đề, các em thấy nếu quy 1, quy 2 trái dấu thì các em sẽ nghĩ ngay đến việc là quy không nằm ngoài quy 1 và quy 2. Và các em xác định thử quy 1, quy 2 của mình á thì cái nào có độ lớn nhỏ hơn thì các em sẽ cho cái quy không nó nằm ở đó. Rồi khi các em vẽ hình ra được rồi thì các em sẽ suy ra được cái phương trình này. Vì sao chúng ta có được cái phương trình là R2? Để cô mang cái này đi qua đây xíu. Đây. Vì sao các em có được cái R2 trừ đi R1 bằng R? Và cái này thì giống nhau, cô không nói ha. Chỉ có R2 trừ đi R1 bằng R thôi. Bây giờ cô sẽ... cô xóa cái chỗ này xíu ha. Vì cái này là mình giả định khi mà hai điện tích trái dấu thì quy không nó nằm ở giữa thì chuyện gì xảy ra. Bây giờ các em sẽ xác định cho cô R1. R1 là gì? Khoảng cách từ quy không đến quy 1, đúng không? Khoảng cách từ quy không đến quy 1. Để cô mang cái hình ra đây thử được không? Đây. R1 là khoảng cách từ quy 0 đến quy 1. Như vậy chúng ta có R1 nè. Và R2 là khoảng cách từ quy 0 đến quy 2. Các em có R2 là cái đường màu tím nè. Và khoảng cách từ quy 1 đến quy 2 là chúng ta có R. Thường trong đề bài của em sẽ cho là D các em. Và các em thấy là đoạn này cộng với đoạn này chính bằng gì em? Bằng R2. Tức là chúng ta có R1 cộng với R thì bằng R2. Thay vì vậy cô sẽ ghi là ở trên là chúng ta có R2 cộng R1, nên ở dưới cô sẽ ghi là R2 nè trừ đi R1 nè bằng R. Đó, cho các em dễ nhớ. Thì khi mà quy 1, quy 2 cùng dấu thì R2 cộng R1 bằng R. Còn quy 1, quy 2 trái dấu thì chúng ta có R2 trừ R1 bằng R. Đúng em? Cùng dấu thì dấu cộng, còn trái dấu thì dấu trừ. Và các em phải lưu ý là quy 1 nhỏ hơn quy 2 nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần bài tập nha. Câu số 1 nè. Đề bài cho em hai điện tích quy 1 bằng quy và quy 2 bằng 4 quy. Như vậy bước 1 các em phải xác định được cho cô. Bước 1 là quy 1, quy 2 cùng dấu, hai trái dấu. Và bước 2 là chúng ta sẽ xác định được quy không nằm ở trong hay là ở ngoài. Rồi, cùng hay là trái? Cùng hay trái em? Ở đây mình có quy 1 là bằng quy nè, quy 2 là bằng 4 quy nè. Như vậy thì nếu như quy của em mang dấu âm thì quy 1 âm. Và bên đây cũng gì? Quy âm thì cái này cũng âm, hai cái này cùng dấu. Bây giờ giả sử là quy dương đúng không? Quy dương thì ở đây cũng dương. Và quy dương thì quy 1 dương, mà dương nhân với 4 cũng là số dương. Như vậy thì hai cái này cũng cùng dấu. Rồi, chúng ta có cùng dấu. Cùng dấu thì đặt ở phía trong. Rồi, cô sẽ vẽ hình sơ sơ ra cho các em nha. Ở đây chúng ta có hai điện tích quy 1 và quy 2. Cô giả sử như là cùng dấu thì cùng dấu dương đi ha. Rồi. Như vậy thì chúng ta có quy không nằm ở phía trong. Phía trong thì cô giả sử dương luôn cũng được, dương hay âm gì cũng được, quy không tùy ý các em. Mình chỉ cái ở trong hay ở ngoài nó chỉ phụ thuộc vào cái dấu của quy 1 và quy 2, các em lưu ý ha.
Các em đặt ở đây cùng dương hoặc là cùng âm đều được. Bây giờ chúng ta xem thử nha. Và hai cái này đặt cách nhau một khoảng là D trong không khí. Đặt cách nhau một khoảng là D ở trong không khí. Đó. D của chúng ta chính là R đó. Gọi M là vị trí tại đó lực tổng hợp tác dụng lên điện tích Q0 bằng 0. Lực, các em để ý ha, lực tổng hợp tác dụng lên điện tích Q0 bằng 0. Như vậy là tại Q0 là lực này căn bằng đúng không em? Cộng lại bằng 0 mà, như vậy lực nó bằng 0. Lực nó căn bằng. Thì ở đây chúng ta sẽ có được là F10 sẽ bằng F20 với là gì nè? F10 cùng phương nhân ngược chiều với F2 20. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xác định nè. Người ta hỏi rằng là M nằm ở đâu và điểm M này cách Q1. Khi người ta hỏi cách Q nào thì các em sẽ đi tìm R đó. Cách Q1 thì tìm R1. Người ta hỏi em là cách Q2 thì chúng ta sẽ đi tìm R2, được không? Rồi, bây giờ các em xem cho cô thử. Cái này là Q0, cái này là vị trí điểm M đúng không? Như vậy là R1 là khoảng cách từ đâu đến đâu em? Từ Q0 đến Q1, như vậy chỗ này chúng ta sẽ có R1. Đúng không? Đó, em đi tìm nè, em đi tìm cái R1 này bằng bao nhiêu là được. Như vậy thì cứ theo cái dạng bài trắc nghiệm mà cô đã hướng dẫn đó, thì chúng ta sẽ có hệ gì em? Mình sẽ mang cái hình này đi qua bên đây để mình giải cho nó cẩn thận ha. Đây. Như vậy chúng ta sẽ có hệ là gì nè? R2 nằm ở phía trong thì R2 cộng R1 bằng R. Và trị tuyệt đối của điện tích Q1 chia trị tuyệt đối của điện tích Q2 là bằng gì em? R1 bình chia cho R2, R2 bình. Khi làm bài á, các em để ý cho cô nha. Các em làm trắc nghiệm mà, đâu có cần, người ta đâu có biết mình làm cái gì. Các em có thể bỏ cái trị tuyệt đối là luôn cũng được. Nhưng mà các em phải lấy cho cô là số dương. Ví dụ như đề bài cho em là Q1 bằng trừ 2 nhân 10 mũ trừ 8 chẳng hạn. Thì em chỉ lấy cái số này thôi. Đó, em không có lấy dấu trừ. Khi em bấm máy tính á, em đừng có để dấu trừ vô. Đó, thì nó sẽ ra gì? Lỗi, tại vì cái này bình phương. À, thì bên đây phải là số dương. Nên các em bỏ hết cái dấu trừ này đi nha. Rồi, các em thế số vô cho cô thôi. Tương đương nè. R2 cộng R1 bằng R. Nhưng mà trước tiên các em phải giải cho cô. Cái này cô giải từ từ, cô giải hệ. Bài này cô khoan giải hệ ha. Tại vì cô giải hệ là cô sợ các em sẽ bị rối đó. Bây giờ chúng ta thế số vào cho cô đi. À, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tương đương với gì nè? Q1 của em là bằng gì? Bằng Q nè. Q2 của em là bằng 4. 4Q nè. Rồi bằng nè R1 bình chia cho R2, R2 bình. Q với Q chúng ta rút gọn. Như vậy ở đây chúng ta còn gì? R1 bình chia R2 bình bằng 1/4. Các em căn bậc 2 hai vế đây à, thì chúng ta sẽ có R1 chia R2 bằng 1/2. 1/4 tức là bằng gì? 1/2 tất cả bình đó. Rồi, mình có được R1 trên R2 bằng 1/2. Bây giờ mình nhân chéo qua nha. Nhân chéo như thế này nè. Thì chúng ta có A chia B bằng C chia D. Thì mình nhân chéo ra thì mình được A nhân D bằng B nhân C. Nhân chéo gì được không em? Như vậy các em sẽ suy ra đây cho cô là 2 lần R1 sẽ bằng gì? Bằng R2. 2 lần R1 bằng R2. Các em có 2R1 bằng R2 rồi. Đây nè, 2R1 bằng R2 nè. Các em sẽ thế cho cô chỗ nào có R2 mình sẽ thay bằng 2 lần R R1, tại vì mình có R2 cộng R1 bằng R. Cô sẽ để cô mang tạm cái hình này đi xuống đây nè. Bây giờ chúng ta có cái hệ là R2 cộng R1 bằng R và 2 lần R1 là bằng R R2. Như vậy các em sẽ tương đương với gì? Chỗ nào có R2 em sẽ thế vô là 2 lần R R1. Rồi gì nữa em? Cộng cho R1 bằng R. Như vậy chúng ta có 3R1 đúng không? Như vậy chúng ta có 3R1 nè là bằng R. Cho nên mình sẽ suy R1 bằng gì? Bằng R chia 3. Đó.
Còn nếu người ta hỏi Q2 thì chúng ta có R1 rồi nè. Chúng ta sẽ thế vô đây. Đó. Tìm luôn R2 cho các em luôn nha. Như vậy R2 bằng gì em? Bằng 2 lần R1, R1 là bằng R chia 3. Như vậy bằng 2R chia 3. Kết quả của chúng ta là R2 là bằng 2R chia 3, R1 là bằng R chia 3. Đó, người ta hỏi mình là cách Q1 hay là cách Q2? Đó. Cách Q1 hay cách Q2 em? Cách Q1 đúng không? Cách Q1 thì chúng ta có R1. Như vậy đáp án của em sẽ là R chia 3, tức là D chia 3. Được không nào? Như vậy cô tóm tắt lại các em bước làm ha. Đầu tiên các em sẽ xác định cho cô là Q1 với Q2 cùng dấu hay trái dấu. Cùng dấu thì chúng ta sẽ có cái hệ này. Đó, được không? Cùng dấu mình có hệ này thì đến đây các em giải được rồi đúng không? Người ta cho Q1, Q2 mình thế số vô, mình rút gọn ra. R1 chia R2 bằng mấy rồi mình nhân chéo lên. Rồi, nhân chéo lên mình có được 2R1 bằng R2. Chỗ nào có R2 mình dùng phương pháp thế, giải hệ phương pháp thế đúng không? Đó, rồi từ đó các em suy ra R1, R2. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp câu số 2 nha. Các em làm nhanh và cho cô đáp án câu số 2 đi nè. Đề bài cho em hai điện tích Q với lại 4Q, như vậy là cùng dấu hay trái dấu. Rồi, bước 1 là chúng ta xác định được rằng là gì em? Q với lại 4Q thì cô đặt Q1 là bằng Q đi ha. Q2 là bằng 4, 4Q thì rõ ràng giống bài số 1. Nếu như Q dương thì Q1 và Q2 cùng dương. Nếu Q âm thì Q1, Q2 cùng âm. Cho nên chúng ta suy ra là cùng dấu. Cùng dấu thì chúng ta sẽ có gì em? Nằm trong. Rồi, và chúng ta có được cái hệ gì nữa? Mình ghi ra luôn. R2 cộng R1 bằng R. Và gì nữa nè? Mình có Q1 chia Q2 là bằng gì? R1 bình chia cho R2 bình. Thực ra thì các em có thể ghi là căn bậc 2 của cái này bằng cái này cũng được. Nhưng mà cô thấy khi mà để dấu căn vô thì sợ các em bị rối, cho nên là mình khỏi để dấu căn luôn ha. Mình cứ ghi Q1 chia Q2 bằng R1 bình chia R2 bình. Dù sao cái bình nó vẫn dễ nhớ hơn là cái căn. Rồi, người ta hỏi là cần đặt điện tích thứ Q0 có điện tích dương hay âm. Bây giờ các em xét cho cô có điện tích dương hay âm nè. Nãy giờ cô giảng bài cho các em là nếu như hai cái này cùng dấu hoặc trái dấu thì có phụ thuộc vào Q0 không em? Không, đó. Các em thấy cô đặt lúc thì Q dương, lúc thì Q âm thì nó vẫn gì em? Hai cái này cùng dấu thì nó vẫn nằm ở trong, và hai cái trái dấu thì nó vẫn nằm ở ngoài. Nó không có phụ thuộc vào dấu của Q0 các em nhé. Cho nên ở đây dương âm với dương thì chúng ta không cần xét, và chúng ta gì? Q0 tùy ý nè. Thực ra các em nhìn vô các em mới chọn được đáp án, nhưng mà cô muốn các em là phải xác định được cái R đó, R1 R2 bằng bao nhiêu ha. Người ta hỏi là cách Q. Cách Q tức là tương ứng là đây gì em? Là Q1 đó. Đó, tức là cách Q1 thì chúng ta đi tìm R1. Tương tự hai cái này giống nhau, giống cái bài số 1 luôn. Cho nên ở đây sẽ là R chia 3 đúng không em? Các em có thể làm lại một lần nữa cho nhớ cũng được. Chúng ta có R2 cộng R1, không cần vẽ hình luôn đúng không em? R2 cộng R1 bằng R. Và thứ hai là chúng ta có Q chia cho 4Q thì bằng R1 bình chia R2 bình. Giải cái số 1 với cái số 2. Giải cái số 1 ha, thì chúng ta sẽ có R1 bình chia R2 bình bằng 1/4. Cho nên mình suy ra R1 chia R2 bằng 1/2. Mình suy ra tiếp là R2 bằng 2 lần R1. Rồi có R2 bằng 2 lần R1 thì mình sẽ thay vào đâu? Thay vào phương trình số 2 thì chúng ta sẽ có R2 là bằng 2 lần R1 cộng thêm R1 bằng R. Nên mình suy ra gì? 3R1 bằng R. Suy ra R1 bằng R chia 3. Đó, đáp án của em thấy không? Khi mà các em làm trắc nghiệm game rồi, những cái bài này thì chúng ta không có bấm máy tính được, nhưng mà chúng ta có thể tính nhanh được những cái bước như thế này nè. Đó, những cái bước này các em hoàn toàn có thể tính nhanh được. Ví dụ như các em có thể không cần ghi cái này, nhẩm ra cũng được đúng không? Nhưng cũng ghi rõ ràng cho các em. Câu 2 đi ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp câu số 3 xem. Đề bài cho em hai điện tích Q1, Q2
Q2. Trong đó Q1 bằng trừ 9Q2. Như vậy đầu tiên các em xác định cho cô cùng dấu hay trái dấu. Các em lấy như thế này nè, các em lấy Q1 nè, các em chia cho Q2. Q1 chia cho Q2 tức là bằng mấy em? Bằng trừ, trừ 9. Tức là chúng ta có Q1 bằng trừ 9Q2. Thì các em chỉ cần nhân thì các em chuyển xuống chia thôi. Đó, chia Q2 bằng trừ 9, được không? Bây giờ mình có nè, âm mà chia cho âm thì ra gì em? Ra số, số dương đúng không? Ví dụ mình có trừ 2 mà chia cho trừ 2 thì bằng mấy? Bằng 1, ra số dương. Nhưng mà ở đây Q1 chia Q2 mà ra số âm, cho nên mình suy ra gì? Q1 với Q2 trái, trái dấu. Còn nếu Q1 chia Q2 mà bằng 9 á, thì chúng ta nói sao? Q1, Q2 cũng cùng dấu, cùng âm hoặc cũng cùng dương đúng không? Thì mình có dương chia cho dương cũng bằng mấy em? Bằng, bằng một số dương. Âm chia âm cũng là một số dương, nhưng chỉ có âm chia dương hoặc dương chia âm trái dấu nhau thôi thì nó mới ra số âm. Thực ra thì kiến thức cơ bản, nhưng mà cô cũng sợ một số bạn có thể là không biết được là khi mà thấy quy quy như vậy thì không biết là âm hay dương. Đặt cách nhau một khoảng là D ở trong không khí. Như vậy khi các em thấy rằng trái dấu thì chúng ta sẽ nói rằng này, nó nằm ở đâu? Nằm ở bên bên ngoài Q1 và Q2. Nhưng bây giờ các em phải xác định tiếp cho cô là Q1 với Q2 cái nào lớn hơn. Bây giờ mình xem nè, mình quên đi cái dấu âm này, khi các em chia xuống về độ lớn thì không có dấu âm các em nhé. Thì lúc này về độ lớn thì Q1 sẽ chia Q2 bằng mấy em? Bằng 9, hoặc chúng ta có Q1 bằng 9 lần Q2. Mình nói về độ lớn thì mình không có bỏ dấu trừ vô. Q1 bằng 9 lần Q2. Cô nói nhân là sao em? Nhân là lớn đúng không nào? Như vậy thì chúng ta sẽ có Q1. Trong cái bài tiết thứ 3 đó, cô có nói với các em là nếu như F phải của em bằng 9 lần F đó, thì cái F phải này như thế nào? Tăng, tăng là lớn hơn đúng không em? Như vậy là Q1 bằng 9 lần Q2 thì chúng ta có Q1 lớn hơn Q2. Cái số Q2 này nó phải nhân 9 lần lên nó mới bằng gì em? Nó mới bằng Q1. Như vậy chúng ta có Q1 lớn hơn Q2. Hoặc một cách nữa là các em thấy Q1 chia Q2 ra một số như thế nào? Lớn hơn 1. Đó, thì chúng ta biết rằng Q1 lớn hơn Q2. Ví dụ cô có 9 chia cho 1 thì bằng mấy? Bằng 9. Đó, em thấy không? Ví dụ cô có 18 chia 2 bằng mấy? Bằng 9. Thì chúng ta thấy rằng là Q1 lớn hơn Q2. Q1 lớn hơn Q2 nha. Rồi mình có Q1 lớn hơn Q2, cho nên mình sẽ suy ra Q0 nằm ở đâu? Nằm gần, nằm gần Q2. Q0 phải nằm gần Q2, nằm gần điện tích có độ lớn nhỏ, nhỏ hơn. Đó. Như vậy thì tóm lại chúng ta đã suy ra được một điều rằng là Q1, Q2 trái dấu, mà vì trái dấu cho nên chúng ta có Q0 nằm ở ngoài. Và ở ngoài nhưng mà ở đâu? Gần Q2. Đó, được chưa em? Rồi, bây giờ mình xóa cái này rồi mình làm bài nha. Cô vẽ hình cho các em nhé. Ở đây cô có hai điện tích này trái dấu, thì cô cho bất kỳ đi một cái dương một cái âm đi ha. Rồi, ở đây cô cho là Q2 nè. Cái này cô cho Q1 nè. Thì nó nằm gần Q2, cô sẽ cho đây là Q0. Cô giả sử như là nó mang điện tích dương đi ha. Dương hay âm tùy ý em ha. Mình thích cho gì cũng được. Mình phải cho nó cái dấu vô để chúng ta mới xét được cái phương chiều. Thì ở đây chúng ta sẽ có giữa Q0 với Q2, hai cái này cũng cùng dấu cho nên đẩy nhau. Rồi Q0 với Q1 là trái dấu nên hút nhau. Rồi cái này là F10 nè. Cái này là F220. Thấy chưa? Cùng vương mà ngược, ngược chiều. Các em có đoạn này là gì? Hai cái điện tích này cách nhau một khoảng là D trong không khí, là D bằng R. Rồi chúng ta có gì? Q0 với là Q2 thì chúng ta sẽ có R2. Q0 với Q1 chúng ta có R1. Đó, từ đấy các em suy ra được hệ không? Các em sẽ suy ra được điều gì nào? Khi làm bài tự luận thì các em cũng vẽ hình ra. Đó, từ cái hình vẽ này các em có được cái hệ này thôi.
Rồi các em có gì? R2 nè. Mà cộng với R đúng không? Thì bằng gì em? Bằng R1. R2 nè cộng với R nè thì chính bằng R R1. Đấy. Từ đây chúng ta mới suy ra được làm gì em? R2, các em chuyển cái R này, chuyển cái R2 này qua nè. Thì chúng ta có R1 trừ đi R2 là bằng bằng R. Thì từ đây các em mới thấy một điều rằng là khi mà cô giả sử Q1 mình nó nhỏ hơn Q2 thì chúng ta sẽ có gì em? R2 trừ đi R1 bằng R, đúng không? Các em nhớ những cái này để khi làm bài trắc nghiệm các em không cần vẽ hình, nhớ nha. Chứ cô phải đưa ra công thức cho các em nhưng mà cô phải vẽ hình cho các em thấy, chứ không đưa công thức không 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 có được. Q1 nhỏ hơn Q2 thì cô nói rằng là R2 trừ đi R1 bằng R. Quay lại bài toán của chúng ta thì chúng ta có gì em? Q1 lớn hơn Q2 và chúng ta suy ra được là R1 trừ đi R2 bằng bằng R. Từ đây chúng ta mới kết luận một điều rằng nếu như cái điện tích nào có độ lớn lớn hơn, ví dụ như ở đây là Q2 lớn hơn đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy R2 trừ R1. Ở đây Q1 lớn hơn thì chúng ta lấy R1 trừ R2. Các em cứ nhớ đây Q1 thì đây R1 trừ. Đó, nhớ là trái dấu nha. Còn Q2 lớn thì chúng ta sẽ lấy R2 trừ. Q1 lớn thì lấy R1 trừ. Được không em? Nhớ được không? Trời. Còn bạn nào không nhớ thì phải chịu khó vẽ hình thôi. R1 trừ đi R2 bằng R và công thức Q1 chia cho Q2 cũng giống ha. Bằng R1 bình chia. Mình đặt ở đây là số 1, ở đây là số 2 đi ha. Các em giải cái số 1 cho cô trước nè. R1 bình chia cho R2 bình. Mình có R1 bình chia R2 bình, Q1 chia Q2. Q1 các em lưu ý bỏ dấu trừ đi ha. Tại vì chúng ta có trị tuyệt đối, như vậy đây là có 9 lần Q2 nè. Chia cho Q1 là bằng 9 Q2 và Q2 của chúng ta vẫn là Q2. Từ đây các em rút gọn, như vậy chúng ta có R1 bình chia R2 bình bằng 9. Tức là chúng ta có gì em? R1 chia cho R2 bằng mấy nè? 9 phần bằng 1, cái này bình phương nè. Mà 9 thì cô để là 3 bình được không? Rồi lấy căn bậc 2 hai cái lên. Như vậy thì có R1 chia R2 bằng bằng 3. Trời, chúng ta suy ra R1 chia R2 bằng 3. R1 chia R2 mà bằng 3, tức là gì em? 3 phần 1 đó. Thì chúng ta có gì? R1 bằng 3 lần R, 3 lần R2. Được không nào? R1 bằng 3 lần R2 nhé. Từ đây chúng ta suy ra R1 bằng 3 lần R, R2. Hoặc các em có thể nhân lên như thế này cũng được. R1 bằng 3 lần R2. Bây giờ các em sẽ thế vô đây cho cô ha. Rồi mình thay vào này em. Thay vào phương trình số 2 nha. Thay vào phương trình số 2, mình thay lên đây đi. Chúng ta có R1 là bằng 3 lần R2 nè, trừ đi R2 nè thì bằng bằng R. Như vậy chúng ta suy ra gì? Cái này 3R2 trừ đi R2 còn 2R2. 2R2 bằng R. Như vậy chúng ta suy ra gì? R2 bằng R chia bằng R chia 2. R2 bằng R chia 2, nhưng mà đề bài hỏi em là điểm M cách Q1 một khoảng, như vậy chúng ta phải đi tìm R R1. Này. Cô xóa chỗ này, sau đó chúng ta sẽ thế vào cái phương trình số 2 nha. Mình có R1 để lại ha. Rồi R2 của em là bằng gì em? Trừ nè, R chia 2 bằng bằng R. Như vậy các em suy ra cho cô nè, R1 bằng gì đấy? Bằng R cộng với R chia 2, tức là gì em? 2 cộng 1 là bằng 3, 3R chia 2. Đó, R1 lần 3R chia 2, mình chọn đáp án là câu B. Tại vì R của em ở đây là bằng bằng D đó ha. Bây giờ chúng ta qua câu tiếp theo các em nhé. Câu số 4. Các em làm với cô một lần rồi, các em lấy file về các em làm một lần nữa nha. Người ta cho mình hai điện tích Q1 và Q2 đặt tại A và B cách nhau là 9 cm trong không chân không. Phải đặt điện tích Q3 tại đâu để Q3 nằm cân bằng? Đó, như vậy là vẫn còn ở dạng số 1 ha. Đầu tiên thì các em cũng xác định cho cô là Q1 với Q2 là cùng dấu hay là trái dấu. Ở đây tức là 1 nhân cho 10 mũ trừ 8, còn đây là 4 nhân 10 mũ trừ 8. Như vậy là gì em? Q1 và Q2 cùng dương đúng không? Q1
Q1, Q2 cùng dấu. Cùng dấu thì chúng ta suy ra là Q0 nằm ở đâu? Ở trong Q1 với Q2. Và chúng ta suy ra được điều gì các em? Suy ra được cái hệ gì nè? À, ở đây chúng ta sẽ có gì? R2 cộng với R1 bằng R. Và chúng ta có gì nữa nào? À, chúng ta có Q1 chia cho Q2 là bằng R1 bình chia cho R2 bình. Rồi các em thấy số cho cô là ra rồi đó. Ở đây chúng ta có Q1 chia Q2, mình giải số 1 đi ha, giải số 2, giải số 1 nè, thì chúng ta sẽ có Q1 là mấy em? 10 mũ trừ 8. Q2 là bằng 4 nhân 10 mũ trừ 8 bằng R1 bình chia R2 bình. Từ đó các em suy ra gì em? Bằng luôn cũng được ha. Như vậy là 1/4. Rút gọn cái này đi, 1/4. 1/4 thì chúng ta suy ra được R1 chia cho R2 bằng 1/2 căn bậc 2 ai vế. Rồi các em suy ra cho cô là R2 bằng mấy? Nhân lên là bằng 2 lần R1. Có R2 bằng 2 lần R1, các em thế vô cho cô. Đề bài á, các em nhớ có đáp án nè. Cách Q1, cách Q2 luôn. Như vậy các em nên tìm ra R1 với R2 luôn nhé. Các em có R2 bằng 2 lần R1, các em sẽ thay vào đâu? Thay vào cái số 2 thì chúng ta sẽ có R2 là bằng 2 lần R1 cộng thêm R1 bằng R. Mình suy ra R1 bằng mấy em? Bằng R chia 3. Có R1 bằng R chia 3. Các em thế vô đây tiếp. Hoặc là các em thế đây cũng được, thế đây cũng được, cái nào cũng được hết trơn á. Thì đây chúng ta có R2 là bằng 2 lần R chia 3 nè. R1 là bằng R chia 3 mà. Như vậy thì chúng ta có R2 bằng gì? 2R chia 3. Bây giờ các em thế cho cô R bằng 9 đi. Chúng ta sẽ suy ra được điều gì nè? 9 chia 3 bằng mấy em? 9 chia 3 bằng 3. Bên này 9 nhân cho 2 18, 18 chia 3 bằng 6. Như vậy thì R2 bằng 6, R1 bằng 3. Như vậy chúng ta sẽ có cách Q1 3. Không có. Cách Q2 6 có không? Có. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu B nhé. Vì đây là dạng bài trắc nghiệm cho nên mặc dù đề bài cho em là Q3 hoặc là Q4, Q7 gì không biết, nhưng mà các em cứ đưa về Q0 hết cho cô đi ha. Tại vì mình học xong mình làm vậy. Còn khi nào mà đây là tự luận thì chúng ta sẽ nói là Q3 nha. Rồi bây giờ qua câu số 5 ha. Đề bài cho em hai điện tích Q1 với Q2 là bằng nhau. À, đều bằng 9 nhân 10 mũ trừ 6 hết. Và các em thấy hai cái này như thế nào? Q1, Q2 đang cùng dấu. Đặt vài AB trong không khí, phải đặt Q3 ở đâu để Q3 nằm cân bằng? Tức là bây giờ đặt Q0 ở đâu để Q0 cân bằng? Bây giờ các em có Q1 với Q2 cùng dấu thì chúng ta suy ra được điều gì các em? Mình suy ra được Q0 nằm ở trong Q1 và Q2. Và nếu nằm ở trong thì chúng ta có cái hệ gì nè? R2 cộng R1 bằng R. Và Q1 chia Q2, cô bỏ tuyệt đối ha, thì hai này cùng dương thêm, bằng R1 bình chia cho R2 2 bình. Và từ đây các em sẽ thế số vô cho cô. Q1 với Q2 đều bằng nhau hết. 9 nhân 10 mũ trừ 6. Như vậy các em chia là nó sẽ bằng mấy đây? Bằng 1 đúng không? Cho nên mình mới suy ra gì em? R1 bằng R2. Chỗ này các em căng bậc 2 vế lên sẽ là R1 chia R2 đều bằng 1. Nhân lên thì R1 bằng R2. Hoặc là hai số giống nhau thì chia nhau mới bằng 1. Tùy theo cách các em lý luận ha. Nhưng mà chúng ta có được R1 bằng R2 nè. Mà R1 bằng R2 thì các em suy ra được điều gì? À, cái Q này phải nằm ở đâu các em? Đây. Q1, Q2. Đó. Như vậy thì R1 bằng R2. Đây. Thì cái Q0 của em nó phải nằm ở đâu? Nó phải nằm ở giữa Q1 và Q2 đúng không? Tức là nằm giữa ai đâu? Nằm giữa A. Nằm giữa AB. Cho nên cái mà AB chia 9 là loại nè. Trung trực của AB cũng loại nè. Phải là trung điểm của AB. Nếu trung trực thì nó có cùng phương không em? Trung trực là nằm ở đây nè. Đó. Thấy không? Đây nè.
Cho nên là chúng ta nói là gì? Phải là trung điểm của AB nhé. Chúng ta qua tiếp câu số 6 đi. Người ta cho mình hai điện tích Q1 mang dấu dương, Q2 mang dấu âm. Như vậy đây chúng ta sẽ có này Q1, Q2 trái dấu. Đó, ban đầu là xác định dấu cho cô. Mà trái dấu thì chúng ta suy ra là Q0 hoặc là Q3 của mình nằm ở ở ngoài. À, bây giờ ở ngoài nhưng mà phía nào? Gần ai? Gần bạn nào? Bây giờ mình có Q1 là bằng mấy em? Bằng 2. Mình chỉ, cái này là 10 mũ trừ 8, 10 mũ trừ 8 mình khỏi cần xét. Mình chỉ xét cái số 2 thôi em, à, cái số phía trước đó. Rồi Q2 bằng mấy em? Không xét dấu âm, chỉ xét dấu dương thôi, tức là bằng 8. Thì số 2 số 8 thì Q2 lớn hơn Q1 cho nên nó sẽ nằm gần Q1. Bây giờ các em suy ra cho cô cái hệ đi. Mình sẽ có gì em? Ở đây cô làm luôn ở đây ha. Nếu như nằm gần Q1 thì như cái phần mà cô đã hướng dẫn luôn đúng không? Thì Q1 nhỏ hơn Q2, Q1 nhỏ hơn Q2 thì chúng ta sẽ có R2 trừ đi R1 bằng bằng R. Hoặc là các em sẽ lấy là lấy cái R nào, cái R theo cái số nào mà nó có điện tích lớn hơn cũng được. R2 trừ R1 bằng R. Và thứ hai chúng ta đều có là Q1 chia Q2 là bằng R1 bình chia R2 2 bình. Thấy số vừa cho cô nè. Q1 của chúng ta là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 8. Q2 của chúng ta là bằng 8 nhân 10 mũ trừ 8. Các em nhớ là bỏ dấu trừ đi ha. Hai cái này rút gọn như vậy các em còn 1 phần 1 phần 4. Cái này thì chúng ta gặp hoài rồi phải không? Như vậy thì mình có gì? R2 bằng 2 lần R, R1. Tức là chỗ này các em có R1 chia R2 bằng 1 phần 2 nè. Nhân cái này lên, nhân cái này qua. Như vậy chúng ta có R2 bằng 2 lần R1 nhé. Rồi em có R2 bằng bằng 2 lần R1. Các em thế vô đây ha. Thế vô R2 bằng mấy em? 2 lần R1 trừ đi R1 bằng bằng R. 2 trừ 1 là bằng 1. Như vậy thì chúng ta suy ra gì em? R1 bằng bằng R. Rồi đáp án của em nằm ở đây đúng không? R1 bằng R. Và các em xem thử trung điểm là sai nè. C là trung điểm tức là gì em? Nó nằm ở phía trong á. Chúng ta có gì? Đặt tại A với B thì chúng ta có điện tích là Q1 với Q2. Rồi bây giờ chúng ta có gì? Nằm gần Q1. Như vậy cái Q0, Q3 của em nó nằm gần Q1. Có vẻ cẩn thận cho đẹp. Là mình không nói về khoảng cách nha, mình chỉ cứ đặt tạm Q0 ở đây và ở đây là điểm điểm C. Bây giờ chúng ta có này câu A. C nằm ngoài AB là đúng nè. C nằm ngoài AB, câu B là đúng, C nằm ngoài AB là đúng, đúng không? ABD được. Và nằm gần phía B là chúng ta loại phải nằm gần phía phía A. Hai cái này nằm gần phía A nhưng khoảng cách các em xem thử nè. CA bằng 8 hay là CA bằng 16? CA là đoạn này các em. Mà CA chính là gì đây? CA chính là R1. Mà R1 bằng R, tức là bằng mấy? Bằng 8, đúng không? Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là gì? CA bằng 8 thôi, bằng R thôi, bằng AB thôi, chứ không có được là bằng 16 nha. Trong một số bài á, người ta có thể cho mình những cái đáp án gây nhiễu. Ví dụ như là cũng là C nằm ngoài AB gần phía A, nhưng lúc này người ta cho cái đoạn CB bằng 16 chẳng hạn. Đó thì các em phải để ý nha. Thì đáp án đó vẫn là đáp án đúng. Tại vì chúng ta có CA bằng 8, AB bằng 8, hai cái này cộng lại phải bằng 16. Nên chỗ này nếu như sửa thành CB bằng 16 là đúng nha. Đấy. Chứ không phải lúc nào cũng là nằm gần phía A thì là CA thôi em nha. À. Bây giờ mình sẽ đi qua câu số 7 ha. Number 7. Đề bài cho em hai điện tích Q1 với lại Q2. Như vậy thì hai cái này trái dấu, phải không em? Một cái là 2, một cái là trừ 3,2. Nhưng mà các em phải lưu ý cho cô nha. Ở đây là gì? 10 mũ trừ 7, còn đây là 10 mũ trừ 8. Nên khi các em chia, các em rút gọn là các em phải để ý nha. Và các em xem thử điện tích nào có độ lớn nhỏ hơn hoặc là lớn hơn. Đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng là 15cm trong không khí. Cô sẽ vẽ hình cho các em trước nha. Ở đây chúng ta có điện tích là Q1
Q1 đi. Để cô vẽ ngắn ngắn thôi. Tại vì hai cái này diện tích của nó trái dấu kìa. Thì cái Q0 của em nó sẽ nằm ở phía ngoài. Mình vẽ dưới đây đi ha. Đây. Chúng ta có Q1 nè. Q2 nè. Q1 của em mang diện tích dương nè. Q2 của em mang diện tích âm nè. Cái em có điện tích Q1 là đặt tại A, Q2 của em đặt tại B và AB của em cách nhau một khoảng là 15 cm. Người ta nói rằng là đặt một điện tích Q3 tại điểm C. Tìm vị trí nè, dấu nè, độ lớn của Q3 để hệ này cân bằng. Các em phải lưu ý là để hệ cân bằng nhé. Rồi. Bây giờ các em phải xác định cho cô trước. Bước 1 là các em thấy hai cái này như thế nào. Q1 với Q2 trái dấu. Mà Q1 với Q2 trái dấu thì chúng ta suy ra được điều gì em? Q0 hoặc là Q3 của em ha. Bây giờ cô nói Q3 đi. Nó nằm ngoài Q1 và Q2. Và nó phải gần ai? Gần ai có điện tích, có độ lớn gì em? Nhỏ hơn đúng không? Mình có Q1 là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 8. Còn Q2 của em đưa về 10 mũ trừ 8 luôn cho cô đi. Ở đây là 10 mũ trừ 7 đúng không? Bây giờ mình đưa về 10 mũ trừ 8 thì mình sẽ lùi về một cái nữa. À, cái này cô cũng có hướng dẫn rất nhiều rồi đúng không? Trừ 3,2 nhân 10 mũ trừ 7 là bằng 32 nhân 10 mũ trừ 32 nhân 10 mũ trừ 8. Bây giờ giả sử cô có một số là 53,24 nhân 10 mũ trừ 7 đi. Cô muốn biến thành một số có 10 mũ trừ 8. Thì ở đây trừ 7 mà đây trừ 8, tức là gì em? Càng giảm xuống. Giảm xuống thì các em đi về phía sau cho cô. Tức là chúng ta sẽ có kết quả là mấy? 532,4. Bây giờ cô không thích 10 mũ trừ 8, cô ghi là 10 mũ trừ 6 đi. Như vậy là từ trừ 7 trừ 6 là gì em? Tăng lên đúng không? À, tức là trừ 7 với trừ 6 thì số trừ 6 lớn hơn trừ 7. Tăng lên thì các em cứ đi về phía trước cho cô. Là thành mấy? 5,324. Mình quay lại bài nha. Chúng ta có Q1 là bằng 2, Q2 là bằng 30. 32 xét về độ lớn. Như vậy nó sẽ nằm gần gần Q1 đúng không em? Nằm gần cái Q nào? Tại vì ở đây chúng ta có Q1 nhỏ hơn Q2. Nằm gần cái Q nào có gì? À, có độ lớn nhỏ hơn. Bây giờ cô sẽ vẽ cái... Mình sẽ vẽ tạm ở đây thôi em. Không có chính xác về khoảng cách. Nằm gần Q1. Đó là điểm C. Chúng ta có Q3. Đây là dạng bài tìm Q3 để ba điện tích này cân bằng, tức là để hệ cân bằng. Như vậy bước đầu tiên các em cũng đi tìm cho cô là bước 1 ha. Các em đi tìm cho cô vị trí. Vị trí của Q3. Đó. Tức là các em sẽ đi tìm cho cô CA bằng bao nhiêu. Vị trí của Q3 tìm cho cô đoạn CA đã bằng bao nhiêu cm. Bước thứ hai là các em sẽ dựa vào cái Q mà có độ lớn và chúng ta dùng được công thức á, thì các em có thể ghi là Q1 cân bằng hoặc là Q2 cân bằng, rồi các em làm tương tự thôi. Trước tiên cô sẽ đi giải cho em cái vị trí của Q3 trước, rồi cô sẽ hướng dẫn vô cái phần mà làm thế nào để ba cái điện tích này cân bằng, và chúng ta sẽ đi tìm cái độ lớn của điện tích Q3 như thế nào ha. Rồi. Bây giờ các em có nè, Q3 nó sẽ nằm gần Q1. Rồi, bây giờ mình có được cái hệ là gì em? Như vậy chúng ta có R2 trừ đi R1. Tại vì Q2 lớn hơn nên R2 trừ R1 bằng R. Và chúng ta có Q1 chia cho Q2 thì bằng R1 bình chia R2 2 bình. Mình có Q1 tức là 2 nè. Q2 lúc nãy chúng ta ghi là 32. Hoặc là các em có thể lấy hai cái số này luôn, các em chia cho nhau luôn cũng được nhé. 2 chia cho 32 là bằng mấy em? 1/10 16. Như vậy chúng ta có R1 chia R2 bằng mấy? 1/4. Bây giờ các em nhân lên cho cô đi. Như vậy các em suy ra được cho cô là R2 của mình nè. R2 nhân 1 bằng R1 nhân 4 là bằng 4 lần R1. Rồi các em thế vô đây cho cô ha. R2 là bằng 4 lần R1 trừ đi R1 bằng R. Như vậy R1 của em bằng mấy nè? Bằng R chia 3. Mà đề bài cho em R bằng mấy em?
Bằng 15 đúng không? 15 chia cho 3 là bằng 5 cm. Mà R1 chính là đoạn gì đây? Đoạn AC. Cho nên ở đây cô đã tìm được CA là bằng mấy nè? CA là bằng 5 cm. À, giờ cô xóa cái này được không em? Đã, mình làm tương tự như từ bài 1 đến bài 6 thôi nha. Mình có được gì? R1. Rồi. Như vậy ở đây chúng ta xác định đây là mấy? 5 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm dấu và độ lớn của Q3. Để cho ba cái điện tích này đều căn bằng, tức là tại Q1 cũng căn bằng, Q2 cũng căn bằng, Q3 cũng căn bằng, thì lúc đó cái hệ của em sẽ căn bằng. Cho nên chúng ta sẽ dựa vào Q1, Q2 là cái mà đã có độ lớn điện tích rồi. Chúng ta sẽ đi tìm ra độ lớn điện tích của Q3. Các em có thể ghi là để Q1 căn bằng hoặc là để Q2 căn bằng đều được nhé. Nhưng mà riêng với để Q3 căn bằng thì không được. Tại vì sao? Tại vì chúng ta, nếu như chúng ta ghi là gì? F13 bằng F23 chẳng hạn, thì lúc này cái 3 này là cái mà chúng ta không có điện tích mà. Cho nên các em phải ghi là để Q1 căn bằng. Thì lúc này các em sẽ có gì em? F13 bằng F gì đây? Bằng F1, 12. Mà chúng ta có được F12 không? Được, cho nên từ đây các em sẽ suy ra được Q3. Đó. Rồi các em cứ làm theo cái bước mà cô hướng dẫn là được rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm Q3 nhé. Tìm Q3 bằng cách là các em sẽ ghi là để Q1 căn bằng. À, tại vì hệ căn bằng thì ba điện tích đều căn bằng hết. Để Q1 căn bằng thì chúng ta suy ra được gì em? Bây giờ cô sẽ xác định Q1 căn bằng nha. Tại đây, Q1 căn bằng thì chúng ta có điện tích này, mình có 1 với 2 đúng không? Hai cái này, một cái dương, một cái âm đúng không em? Như vậy thì nó sẽ hút nhau, mà hút nhau thì nó sẽ đi qua bên này. Các em xác định được cho cô là F12 là như thế nào em? F12 là đi qua bên này, từ A đến B đúng không? À, rồi, để Q1 căn bằng thì lúc này các em phải có gì? Vector F12 nó phải cùng phương ngược chiều với F gì em? Đây, mẫu F13, mặc dù em chưa biết cái Q3 của em điện tích là bao nhiêu hết, nhưng mà các em đã chắc chắn được rằng là cái Q1 của em mang điện tích dương nè, cái này mang điện tích âm nè. Mà chúng ta có F12 là gì em? À, đi qua bên đây rồi. Thì cái F13 của em phải đi qua bên đây đúng không? Chứ nếu đi qua bên đây thì cộng lại đâu có bằng 0 đâu, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta phải có gì em? F12 phải cùng phương nhưng mà ngược chiều với là F1, F13, được không? Bây giờ các em có, vì cô đẩy lên đây xíu ha, vì cái F12 của em á, cô ghi như thế này thôi chứ làm trắc nghiệm thì các em sẽ suy ra ngay, phải không? Vì cái F12 của em nè, nó đi từ A đến B đúng không? Là theo chiều là từ A đến B, cho nên em suy ra được cái F13 của em nó phải chiều từ đâu em? Từ A đến C. Như vậy theo hình vẽ thì chúng ta có được F12 đi từ đây đến đây. Như vậy các em suy ra gì? F13 phải đi từ đây đến đây. À, F13 đi từ đây đến đây mà điểm đặt tại Q1. Và F13 là gì em? Là lực tương tác giữa điện tích Q1 với Q3 đúng không? Đó. Các em thấy nè, nếu như ở đây đang mang điện tích dương rồi đúng không em? Ở đây mang điện tích dương rồi. Nếu như đây cũng mang điện tích dương thì rõ ràng nó đẩy nhau. Mà đẩy nhau thì nó cùng phương cùng chiều luôn rồi. Cho nên ở đây chắc chắn phải mang điện tích âm. Đó, các em suy ra được dấu không? Suy ra đây ở C mang điện tích âm, tức là chúng ta suy ra Q3 nhỏ hơn 0. Bây giờ chúng ta sẽ loại suy đáp án ha. Mình sẽ bỏ bớt đáp án rồi xíu nữa. Nếu như mà có thể là các em có thể tìm ra đáp án luôn á, nhưng mà cô sẽ tính ra cho các em luôn, là hướng dẫn các em điện tích Q3 bằng bao nhiêu luôn. Bây giờ Q3 âm nha. Q3 âm, hai cái dương này mình bỏ đúng không? Đó, hai cái dương này mình bỏ. Và chúng ta có CA phải bằng mấy em? CA bằng 5, ở đây CA bằng 20. Chúng ta loại luôn nè. Như vậy đáp án của em sẽ là câu A. Nhưng mà bây giờ cô sẽ đi tính cái Q3 cho các em nha. Chúng ta xóa luôn cái phần này các em, tại vì mình không cần dùng đến nữa.
không cần dùng đến. Bây giờ mình chỉ cần xét tại quy 1 căn bằng thôi. Như vậy tại quy 1 mà căn bằng đúng không? Thì chúng ta suy ra được điều gì các em? F12 phải như thế nào với F13 các em? F12 phải bằng F1 F13. Các em có thể sử dụng công thức tính nhanh như lúc nãy cũng được. Tại vì chúng ta có được R rồi đó các em, cho nên chúng ta sẽ suy ra được. Bây giờ mình xét, ở đây là mình xét quy 1 căn bằng đúng không? Mình xét quy 1 căn bằng. Và mình có hai cái này là cùng dấu rồi nè. Và cái này như thế nào? Nằm ở phía trong đúng không? Nằm ở phía trong. Như vậy cô sẽ có gì nè? Ở đây mình có R13, cô sẽ ghi là R13 với là R12 cho các em dễ theo dõi nha. Chúng ta sẽ có R13 nè cộng vi. Các em lưu ý ha, bây giờ chúng ta lại quay lại một cái bài toán là giả sử như quy 1 của em bây giờ là quy 0. Nhớ nha, giả sử quy 1 của em bây giờ là quy 0 và bây giờ tại quy 0 căn bằng thì chúng ta có được điều gì? Vì cái này nó đang nằm ở đâu? Ở phía trong. Chúng ta có R13 cộng với là gì em? R12 là bằng gì? Bằng R của em, tức là bằng gì? Bằng R2, R23. Hoặc là các em sẽ thay thế là AC hoặc là BC cũng được. Rồi tiếp theo chúng ta có gì? Mình có điện tích ở đây nha. Các em lưu ý là cái tại quy 0 này nè, cái này là quy 0 đúng không? Như vậy các em sẽ có gì? Quy 2 chia quy 3. Quy 2 chia quy 3 thì tuyệt đối ha, sẽ bằng gì? Quy 2 là tương ứng với gì em? R1 1 2. Đó, quy 2 là tương ứng với R1 2 nè. Còn quy 3 là tương ứng với R1 1 3. Cái này là R1 1 2 bình chia cho R1 1 3 bình. Rồi. Quy R13 của R12 của em bằng mấy? R12 của em là AB đúng không? Cho nên ở đây sẽ là 15 bình. Rồi, R13 của em nè. Ở đây là 13 của em là bằng mấy em? Bằng 5 đúng không? Cho nên ở đây sẽ là 5. 5 bình. Các em bấm máy tính ra cho cô đi. Các em có 15 bình chia cho 25 là bằng 9 nhé. Như vậy đây là bằng 9. Từ đây các em mới suy ra được gì? Quy 3 của mình bằng mấy nè? Các em suy ra quy 2 đi. Quy 2 các em nhân lên là bằng 9 lần quy 3. Như vậy các em suy ra quy 3 bằng mấy? Quy 3 bằng quy 2 chia. Quy 2 chia. Chia 9. Mà quy 2 của em bằng mấy? Bằng 3,2 nhân 10 mũ trừ 7. Về dấu thì chúng ta đã xét rồi các em. Dấu âm các em nhé. Rồi ở đây chúng ta sẽ có gì? Đó. Chia cho 9, các em lấy 3,2 chia 9 ha. 3,2 chia cho 9 là bằng 0,35. 0,35. 0,3555 tức là 0,356 đi ha. Nhân cho 10 mũ trừ 7. Đề bài của em là 10 mũ trừ 8. Như vậy thì từ trừ 7 đi trừ 8 thì chúng ta sẽ lùi một cái. Đó, là bằng 3,56 nhân 10 mũ trừ 7. Này về độ lớn là 3,56. Và ở phía trên hồi nãy chúng ta là xét dấu âm đúng không? Cho nên sẽ là 3,5 trừ 3,56 nhân 10 mũ trừ 8. CA bằng 5 và CB bằng 2, 20. Đó. Như vậy thì tóm lại thì chúng ta sẽ làm gì em? Mình cứ làm như bước 1 là chúng ta sẽ xét tại quy 3 căn bằng. Để mình làm gì? Mình xác định vị trí của quy 3 trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ dựa vào quy 1 hoặc là quy 2 để chúng ta xác định được dấu của quy 3. Và khi mà các em có được dấu rồi thì các em sẽ xem thử trong quy 1 và quy 2 em chọn một cái. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái trường hợp mà cô nói các em á, là nếu như nằm trong thì chúng ta sẽ có cái này, nằm ngoài thì chúng ta sẽ có dấu trừ. Rồi, mình sẽ qua tiếp câu số 8 nha. Đề bài cho em hai điện tích quy 1 bằng quy với lại quy 2 là bằng 4 quy. Và đây là gì? Dấu dương hết. Cho nên ở đây chúng ta sẽ có dấu cộng đầu tiên là quy 1, quy 2 cùng dấu. Mà cùng dấu cho nên chúng ta sẽ suy ra quy 0 nó nằm ở phía trong. Đó. Đặt cách nhau một khoảng là 1cm trong không khí. Cần đặt điện tích thứ 3 là quy 0 ở đâu, có dấu độ lớn như thế nào để hệ 3 điện tích này nằm căn bằng. Rồi, biết hàm tích quy 1, quy 2 tự do. Thì ở đây các em có nè, 3 cái căn bằng. Như vậy chúng ta sẽ nằm vào trường hợp thứ 2. Là đầu tiên các em cũng phải đi xét gì? Quy 0 nó nằm ở đâu, vị trí đúng không? Phải xác định vị trí. Rồi sau đó các em sẽ xác định dấu, rồi mới đến độ
độ lớn. Bây giờ chúng ta xác định quy không nằm ở trong thì chúng ta sẽ có hệ gì em? R2 cộng R1 bằng bằng R, và Q1 chia Q2 là bằng gì em? R1 bình chia R2 2 bình. Thế số phôi cho cô nè, Q1 là bằng 4 nè, nhân cho 10 mũ trừ 9, cái này cũng rút gọn đi, thôi cô ghi vào luôn ha. Chia cho 16 nhân 10 mũ trừ trừ 9. Hai cái này Q1 Q2 rút gọn cái này đi. Như vậy chúng ta còn gì em? 1/4, cho nên chúng ta suy ra R1 chia R2 bằng 1/2. Từ đây các em sẽ suy ra cho cô là gì? R2 bằng 2 lần R, 2 lần R1. Các em thế vào đây cho cô đi, R2 bằng 2 lần R1. Như vậy chúng ta có 2R1 cộng với R1 bằng bằng R. Như vậy chúng ta có gì? R1 bằng R chia chia 3. Mà R bằng mấy em? Bằng 1, cho nên ở đây sẽ bằng 1/3. Mà các em lưu ý là R1 sẽ tương ứng với quý Q1. Như vậy chúng ta sẽ có là nằm, ở đây không có nói nằm trong nằm ngoài gì hết, mà chỉ có là cách Q1 bao nhiêu. Thì bây giờ các em sẽ xét này, cách Q1 1/3 đúng không? cm đúng không? Cách Q1 1/3 như vậy thì không có Q1, không có cái nào cách Q1 hết. Như vậy chắc chắn nó sẽ là cách Q2. Thì chúng ta tìm thôi. Thì chúng ta suy ra R2 bằng mấy em? Bằng 2 lần R1 của em là 1/3 nè. Đó, như vậy sẽ bằng gì? 1/3, như vậy sẽ là 2/3 cm. Thì đáp án B và D đều là 2/3 hết. Và bây giờ chúng ta phải đi xác định gì em? Dấu. Xác định được dấu là các em sẽ ra được đáp án đúng không? Tại vì hai cái số này giống nhau nhưng mà chỉ có cái dấu thôi. Rồi. Nhưng mà phải tìm ra được độ lớn luôn các em nha. 1/3 với 2/3 các em nhớ luôn cho cô nha. Như vậy chúng ta có nè, vẽ cái hình ra. Ở đây là Q1 mang điện tích dương, Q2 mang điện tích dương. 2/3 tức là nó như này, Q cách Q2 2/3 tức là nó sẽ nằm gần Q1 hơn. Nó chỉ cách Q1 có 1/3 thôi. Như vậy chúng ta sẽ có, tức là cái đoạn này em sẽ chia ra làm 3 nè. Chia ra làm 3 và cái quy không của em nó sẽ nằm ở đây. Quy không của em mình không có biết điện tích, mình sẽ để dấu chéo vô đây, tức là điện tích quy không. Bây giờ cô sẽ đặt ở đây là điểm A, đây là điểm B, đây là điểm C cho dễ ha. Mình nói AC, BC cho dễ. Mình có nè, AC là 1/3 nè. BC là mấy? 2/3. Và nguyên cái đoạn AB của chúng ta là bằng 1. Bây giờ các em muốn xác định dấu thì các em phải cho là gì? Để nó cân bằng tại Q1 hoặc là cân bằng tại Q2. Lúc nãy á, là do bài số 7 là cô đã làm cân bằng tại Q1 rồi, cho nên bây giờ cô sẽ làm cân bằng tại Q2 nha. Tại vì hệ 3 điện tích này nằm cân bằng thì cái nào cũng phải cân bằng hết. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xét để Q2 cân bằng. Để Q2 cân bằng thì mình suy ra điều gì các em? Cô dời cái vị trí của Q2 một xíu ha. Bây giờ các em có để Q2 cân bằng, như vậy cái F của em á, nó phải đặt tại Q2. Và chúng ta có gì em? F2, F21. Hai cái này dương, như vậy sẽ như thế nào em? Đẩy nhau đúng không? Đó. Vậy chúng ta có được cái F21. Như vậy để Q2 cân bằng thì F21 phải cùng phương và ngược chiều với F nào em? Đây, F2, 21 là bên đây đúng không? Như vậy F20 bắt buộc nó phải đi qua bên đây. Đó, F20 của em bắt buộc phải đi qua bên đây. F20 cùng phương ngược chiều với là F20. Mà các em có thấy một điều rằng là ở bên đây là dương, mà để bên đây nếu như là dương luôn đi ha, thì hai cái này dương thì nó sẽ đẩy nhau, cho nên bắt buộc ở đây phải là gì em? Mang điện tích âm đúng không? Dương với âm thì nó mới hút nhau được. Rồi, như vậy ở đây mang điện tích trên âm. Như vậy chúng ta suy ra gì? Suy ra ha, Q0 của em phải mang điện tích âm. Các em chọn đáp án cho cô được chưa? Đáp án của mình là Q0 mà đáp án của mình là Q3. Chắc cô đánh máy nhầm rồi em. Đây Q3 đi ha. Đó,
Vậy tất cả sửa rồi là quy 3 ha. Như vậy thì ở đây chúng ta có đáp án là câu B nhé. Bây giờ mình sẽ làm gì? Mình đi tính thử có phải ra kết quả là trừ 16 phần 9 nhân 10 mũ trừ 9 hay không nha. Khi em có được quy 0 phải nhỏ hơn 0 rồi, bây giờ cô sẽ để cái này cân bằng nữa thì chúng ta phải có F21 phải bằng gì em? Bằng F2 20. Theo lý thuyết thì bây giờ quy 0 của em sẽ là gì em? Sẽ là quy 2, cân bằng tại đâu thì tại đó là quy 0. Bây giờ chúng ta sẽ lấy về độ lớn của hai cái điện tích này chia cho nhau bằng khoảng cách bình phương ha. Tương đương với quy 0 chia cho quy 1 bằng quy 0 là quy 0 cách quy 2, như vậy chúng ta sẽ có R2, R20. Mà R20 của mình bằng mấy em? Bằng 2/3. Như vậy chỗ này sẽ là 2/3 tất cả bình phương chia cho quy 1. Quy 1 cách quy 2 bao nhiêu? Quy 1 cách quy 2 là 1. Đó, người ta cho R đúng không ạ? R là hai điện tích, quy 1, quy 2 cách nhau. Các em lưu ý ha, khi các em xét nhớ cho cô nha. Khi mà chúng ta xét chỗ nào cân bằng thì các em xem đó là quy 0 để các em dùng cái công thức này cho nó nhanh. Trời, chia cho R bình phương tức là 1 bình phương. Như vậy ở đây sẽ là gì em? 4 chia cho 9 đúng không? 4 chia cho 9 thì chúng ta suy ra quy 0 bằng mấy nè? Bằng 4/9. Nói về độ lớn ha. 4/9, quy 1 của em bằng mấy? Quy 1 của em là bằng 4 nhân 10 mũ trừ 9. Như vậy chúng ta có 16/9 nhân 10 mũ trừ 9. Cô Long, đây là về độ lớn các em nha. Còn dấu thì lúc nãy chúng ta xét rồi là quy nó phải âm, hoặc là các em có thể không dùng trị tuyệt đối mà các em thế số vô luôn cũng được. Rồi. Như vậy kết quả của em sẽ là trừ 16/9 nhân 10 mũ trừ 9 của Long nhé. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc ha. Các em nhớ tải file bài tập về ở cô để ở dưới phần bình luận á, về làm lại. Chúng ta còn một cái phần nâng cao cho cái phần này nữa, tức là các em chỉ có hai điện tích và các em có một điện tích thứ ba để cho hệ cân bằng. Nhưng mà đề bài sẽ cho em thêm một dạng nữa là ba điện tích và thêm một điện tích quy 0 hoặc là quy 4 nữa cho cái hệ đó cân bằng. Thì phần đó là nâng cao hơn nên cô sẽ làm video riêng ha. Rồi cô chào tạm biệt các em.